Flowies Entertainment Channel cho các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ mở cái bộ sưu tập Super Win nè các bạn. Hôm nay là 10 món như vậy nha. Trời ơi. Đây nè, đây là quà Giáng sinh của Chloe, để xem trong đây có cái gì nha. Cùng mở thôi. Yay. Okay, I'm gonna do my turn. Okay, rồi giờ Chloe muốn mở cái nào trước? Rồi, I'm closing my eyes. I'm closing. Nhiều quá, nhiều quá. This one. Okay, this one đúng không? Golden boy. Đâu, đưa cho mấy bạn coi coi. That is golden. Đây nha các boy. Bạn. Golden boy này các bạn đó. Đây là dòng đồ chơi Transformer. Okay. Yeah, can I open it? Đó là mấy cái bạn này nè mấy bạn. Đó, đây là cái gì đây? Astra, đây là bạn tên Astra, này là trong bộ sưu tập Super Wings nha các bạn. Nhưng mà cái này là cái mô hình, cái phiên bản mini nhỏ thôi. Đó, thì chúc mà Chloe sẽ mở ra. Mommy, sẽ mở ra nha. Đâu? Now you need to close your eyes. Oh, close gì nữa? Nhắm mắt gì nữa? Nhắm mắt nữa. You need to. Không, bây giờ con mở cái này trước đi, giờ mình mở cái này trước đi. Ok. À, mẹ giúp nha. Đây nè các bạn, mình sẽ mở em này trước. Golden boy đây trong bộ sưu tập Super Wings này, thấy chưa? She's a boy. Okay, rồi. She's a boy. Mấy cái bạn này là robot biến hình nha các bạn. Đây là cái mấy bạn này là nằm ở trong đội bay siêu đẳng. Trời ơi, đây là quà Giáng sinh của Chloe nè mấy bạn. 10 em như vậy luôn á, nằm ở trong cái bộ sưu tập luôn á. We need scissors because there's một em như vậy. Một em như vậy là bao nhiêu ta? Mommy, we need scissors. Một em như vậy là 119,000. Okay, now your turn to close your eyes and pick one. Go. Vậy? Close your eyes and pick one. Không, đây mày cắt cái này ra chứ. Đây mày cắt cái yeah. cái bạn này ra chứ. Mình mở nào, mình mở từng bạn chứ. Help me. Can okay, you help me, mommy? Okay. Help me. Đây nè các bạn. I want to get out of this box. Help me. Chloe đang đóng vai của cái em robot này nói chuyện. Chloe mắc cười quá à. Freeze. Đây, một em. Đây nè các bạn. Đó. Oh, that's good. Can I have one? Yeah. The time to close your eyes. Không, okay, cái này con làm thành robot được đúng không? Yeah. Đâu, mẹ coi coi. Đâu, Chloe để lên đây mở cho mấy bạn coi với. Để lên đây nè. It's okay. Còn the boy are you okay? Con làm được không? Thôi rồi bây giờ mở bạn cái tiếp nha. I want to get golden boy. Thôi. Hả? Lầm cái bạn đó lên. Rồi làm được chưa? Dạ. Yeah. Đâu đưa mày có con. Để mấy bạn coi với nè. Đây. Rồi đây là cái bạn này nãy tên gì quá mất tiêu rồi trời ơi. Golden boy. Trời Chloe còn rành hơn mommy nữa đó, rành hơn mẹ nữa. Rành được chơi lắm. Cái này là con hoàn thành cái con robot được đúng không? Yes. Ừ, đâu. Rồi sao nữa? Vậy thôi hả? No. Đâu rồi mày coi coi. Đây mấy bạn, đây thành chiếc máy bay nè, đó. Có một bánh xe nè. Okay, yeah. Time to close your eyes. Close your eyes and pick one jet surprise toys. Go. Khoan để cho mấy bạn coi nhớ. Chỗ hôm nay nhiều đồ chơi quá à. Đó. Để cái chân xuống vậy. Ting ting. À. Ở này biến thành robot làm sao Chloe? Thấy không? Mở cái tiếp theo đi. Okay, now need to close your eyes and pick one. Okay, rồi con làm cái đó xong đi. Đâu đưa mày coi coi. Okay, đâu đưa cho mấy bạn coi nha. Đó, Chloe mới làm thành em từ chiếc máy bay mà biến thành robot rồi nè các bạn thấy không? Wow, đã chưa? Rồi mình để đây nha, giờ mình mở bạn cái tiếp theo nha. Okay, close your eyes. Rồi, nhắm mắt lại giờ. Close your eyes and pick one. Chọn một bạn đúng không? Giờ, yeah. Ok, bạn này đi, mở bạn này. Ok. Này lấy gì đây, để mẹ coi coi. À, bạn này tên là Bucky, cũng màu vàng luôn á mấy bạn. Bucky nha, Bucky. Bucky. Rồi. Now can I open him? Rồi, con mở đi. Ủa, cái bạn kia đâu rồi? Cái bạn Golden Boy đâu rồi? Để lên đây chứ. Trời ơi, chơi giấu mình đi trời. Golden Boy. Trời ơi, mắc cười quá à. Ôi, mắc cười quá à. Đó. À. Để qua đây. Để cái này qua đây. Đây, mấy bạn. Đó. Một bạn rồi đó nha. Mở được rồi.
đâu. Đó, đây mấy bạn. Đó. Trời ơi. Nhẹ nhàng thôi chứ. Rồi bây giờ cắt cái bạn này ra nha, nhỏ nhỏ xinh xinh quá nè. Trời ơi, quậy quá Cười ơi. Con quậy quá trời quá đất luôn á. Đây là quà Giáng sinh của Chloe á mấy bạn. Yes, from Santa, for Santa. Ông già Noel cho Chloe á mấy bạn. Đâu cho mấy bạn coi á. Em transfer. Đây. Nè mấy bạn, đó, Bucky đó. Này là Bucky nha. Đâu bây giờ con biến nó thành con cái chiếc máy bay coi. Okay. Okay. I try my best. Okay, đâu Chloe làm cho mấy bạn coi nhé. Bỏ mấy này qua đây đi. Let's see. Đó, rồi Chloe. Hay quá. Để lên các bạn chứ. Để. Để. Đó. Okay. Dễ thương chưa? Yeah. Chạy luôn nè. Hai em. Khoan khoan. Chú để cái này lên đây chứ. Chú để mày. Let me transform back. Hả? Đâu cần đâu. Đứng. No. Không có cần đâu. Để lên đây nè, cho bạn này đứng lên đây đi. Okay. Yeah. Đó, dễ thương chưa? They're like golden boys. Okay. Like golden rồi boy. Bây giờ tới phiên Chloe nhắm mắt lại chọn một một bạn đi. This one. Uh-oh. Ông bạn này mở. This one. Đâu. Wow. Bạn này tên gì? Mira mấy bạn ơi. Mira. Đây là Mira nha. Đó. Rồi mẹ mở giúp cho. Ha được không? Mẹ anh nào. Con mở hả? Rồi dành mở nữa. Ok, dành mở thì mở đi. Được. Con để lên đây nè cho mấy bạn coi. Được không? I'm do it. Ok. Con gái mà sao chơi toàn là mấy cái đồ chân trai không vậy ta? Cô thì thích super quyền lắm hả? Dạ. Yeah. Để mày giúp cho. Không, chỗ này nó bị dính nè. Phải tháo chỗ đây nè. Nào. Không, chưa từ từ mày tháo ra cái nữa. Tại nó dính cứng quá. Can mày I do it? I'm a greatest girl ever. Yeah, rồi đó. Thank you. Rồi, bỏ vào đây. Thank you. Thank you. Một em nhỏ như vậy thôi nha mấy bạn, mà 119.000, thấy cái giá nãy ở trên cái hộp không? Oopsie. Ghê thật. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha mấy bạn. Đây, 119.000. Thấy không? Ờ, để lên đây đi. Đó. Ok, let's get him out. Ủa, phải cắt ra chứ. Đúng yeah. không? Dạ yeah. Ôi, bữa nay mở đã luôn, mở quà Giáng sinh của ông già Noel tặng đã luôn nha. Yeah. Ông già Noel thương Chloe quá à. Ừ, tặng cho con nguyên cái bộ sưu tập Super Wings luôn, đội bay siêu đẳng nha. Mấy cái nhân vật ở trong cái Super Wings nè mấy bạn. Chloe không có mở luôn á, mà Chloe nhận được quà từ ông già Noel là Chloe để dành để mở cho mấy bạn coi luôn á. Wow, chia sẻ với mấy bạn. Mình cùng chơi ha. Ok, let me transform to. Okay. Đó, Chloe đang biến hình từ cái những chiếc máy bay này. Và biến hình là sao ta? Transform á, tiếng Anh là transform, tức là ráp cho cái thành ráp cho cái bản thân con robot, hoặc từ robot biến thành một chiếc máy bay đó. Này là đội bay siêu đẳng mà, đúng không? Đây đó. Nhìn thấy mấy bạn đã chưa? Đó, đẹp chưa? Ủa, cái này nó phải. Ủa, này nó nằm trên đây vậy hả? À, ok. Yeah, what's that? Đẹp quá à. Đến đây nha. À. Rồi giờ tới phiên mẹ chứ. Mẹ muốn. Ok, close your eyes. Close your eyes. Ông bà lợi, mở bà này. Ok. Yeah. That's Jet. Bà này là gì? Jet. Jet màu đỏ. I know him. She's Jet. Ừ. Mẹ, ủa, mẹ phải được mở chứ. Em bài gì ra mà đi. Ủa, sao kỳ vậy? Tự dàng mở hoài vậy cho mẹ mở chứ. I just want it. Bà này đó, con mở đi. Maybe only one. Okay. Okay, thank you, Chloe. Đây mấy bạn ơi. Coi nè. Đó. You open the wing box. Đây. Rồi cái này để hồi cho nó đứng lên. Đây. Can I snap her, mommy?
snap. Snap gì snap, cắt mấy này ra. Chăm cắt vớ đi. Trời ơi, nó cứng á, con dùng kéo quá, nó hơi khó để mà làm cho nó nhanh. Đây. Get me out please. Get me out please. Đây mấy bạn ơi. Khoan để mình cho mấy bạn coi. Còn trước cái xong rồi cho con transform nó nha. Ok. Đây đó. Chết nè mấy bạn. Chết nha. Đây. Chết nè. Đó. Rồi đâu Chloe transform nó thành chiếc máy bay rồi. Ok. Hay quá vậy ta. Sao Chloe biết làm hay quá vậy, mẹ con biết làm nữa đó. Coi em làm kìa. Làm đây chưa. Chloe có đồ chơi mới là đem chia sẻ với mấy bạn hết à. Thích chia sẻ với mấy bạn lắm. Mấy bạn coi video của Chloe mà mấy bạn thích món đồ chơi nào của Chloe, mấy bạn có thể nhắn tin cho Chloe cũng được nè. Cái mình cùng chơi, mình cùng chia sẻ kinh nghiệm. Ủa xong rồi hả? Vậy đó hả? Xong rồi mấy bạn ơi, đây. Đó. Đó. Mini nha, chết mini. Dễ thương không? Đó. Great. Transforming. Also road. Gì? Đúng rồi, có bánh xe mà. Nè. Nè, có bánh xe này mấy bạn. Thì đương nhiên là chạy được rồi. Ok, chạy được. Rồi để lên đây, để đứng lên đây đi. Rồi đứng lên đây làm hàng trưng bày. Ok, time for my turn. Rồi, giờ đến this one. Ok. Bạn này tên gì đây? Leo. Leo, tên của bạn này là Leo. 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 Rồi, cô mở him. Leo đi. Bên này nhiều quá. Can I do it? There we go. There you are, Leo. Leo, you're so cute, Leo. She is a special Leo, one. Leo, 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 Leo. Yeah, Leo. Leo, Leo, Leo. Leo. Có cái phim hoạt hình đội bay siêu đẳng này nè mấy bạn, Super Wing á. Chloe cũng thích coi cái phim hoạt hình này lắm. Coi xong rồi cái Chloe mới thích chơi mấy cái món đồ chơi này á. Thấy hay á. Thế là ông già Noel mua tặng cho Chloe nguyên một bộ luôn. Đã luôn nguyên cái một bộ sưu tập các cái nhân vật ở trong cái bộ phim Super Wings. Mommy, your dress is covered in sparkles, mommy. Đây, sau khi mình mở ra là vậy. Hey mommy, let me tell you. Các bạn này chắc là transform á, biến hình thành chiếc xe hơi. Mommy. Hả? Your dress is very sparkly. It's okay, no worry. Đây nè mấy bạn. Đó. Đâu con biến hình cho cái bạn Leo này thành chiếc xe đó. Các bạn này chắc chắn là thành chiếc xe đó. Yeah. Let's see what we got here. Chưa? À, tôi chỉ cần vài thao tác thôi thấy không là ráp được thành chiếc xe rồi nè. Can I take a final roll? Đây, này mấy bạn. Thấy không? Dễ thương không? Nhỏ nhỏ xinh xinh. Ôi, nguyên bộ sưu tập luôn. Let's see they can roll on the dough. Roll the dough. Yeah. Rồi để lên đây đi rồi giờ tới phiên mẹ nha. Rồi mẹ mở bạn police này đi. Nè, đây mấy bạn. Đây mẹ also turn police Kim. Police Kim, cảnh sát Kim. Rồi. And then make it normal. No. They also turn. Okay. À, turn được luôn hả? Trời không có biết luôn á. Đâu đâu đứa cho mẹ. Ồ, đây nè mấy bạn. Đó. Này á, turn được. Đây nè. Đó, chưa. Biến thành chiếc xe. Đó, Chloe mới chỉ cho mommy, cho mẹ. Ôi, mẹ cũng không có rành, Chloe rành lắm. Yeah. It will drive. Drive it all. Yeah. Wow, that's a good driving. Really? Rồi, mẹ muốn mở police Kim. You didn't close your eyes. You didn't close your eyes. Ừ, thôi, xóa dòng đi. Quên nhắm mắt rồi. Thì thôi, bỏ qua đi. Bỏ qua lần này đi. Khó quá. Đây, để đây nha. Police Kim.
Nãy giờ mở được bao nhiêu bạn rồi? 1, 2, 3, 4, 5. Mở đã rồi. Quà Giáng sinh đấy mấy bạn. What we got here? Đâu? Oh, let me think. Let me think a little bit. Louis nói là để Louis suy nghĩ một chút. Go ahead out. Đây. Police. Say. Who's that? Is that police Kim? Ừ, police Kim nè, cảnh sát Kim đó. I thought it's Paul. Hả? I thought it's Paul. Paul? Yeah. Không, Paul, này là police Kim à. Police Kim. Cảnh sát Kim nha. Police Kim. Oh, the name is so pretty. Chloe nói là cái tên á dễ thương quá. Police Kim, cảnh sát Kim. Cảnh sát Kim dễ thương. Police Kim. Không biết là cái ông cảnh sát này có họ hàng gì với Hàn Quốc không mà họ mang họ Kim nè. Police Kim, cảnh sát Kim nha. Đây. Đây mấy bạn. Đây, Police Kim nha. Ủa cái ông Police Kim này sao giống cái ông này quá vậy nè. Hơi giống thấy không? Hơi giống. Nó can transform. Khoan, để cho mấy bạn coi cái đó. Đây. Yeah. Now can you give me it? Rồi bây giờ con chuyển transform police team thành chiếc xe đi. They also turn. They also turn too. À turn được luôn, xoay được luôn, các bạn coi nó xoay được. Thành xe cảnh sát đó hả? Nói chung là cái này nó rất là đơn giản. Chloe còn làm được thì chắc chắn mấy bạn sẽ làm được nha. Các bạn sẽ chơi được cái món này chơi này. Driving in the car. Đây. Đây là mấy bạn. Đó, transform thành chiếc xe cảnh sát thấy không? Đó. Nha, đã nha. Yeah. Okay. They cannot fly. They also okay. Cannot fly, mommy cannot. Ừ, thì đâu phải đâu, fly đâu. Rồi, để police Kim đây nha. Okay, time for my turn. Oh no, police Kim. Oh no, police Kim. Rồi, okay, time for close my eyes. Giờ tới phiên Chloe. Rồi, Chloe chọn đi, mở bạn nào. Này bạn gì đây? Để mình mừng coi. Bạn này tên là Snow Crystal. Crystal nha. Snow Crystal. Đây. It looks like... Tím. Màu tím rất là đẹp. Cho mày mở nhé. Lại tiếp tục mở. It's my turn. Because I pick one. Để lên đây mở đi. Để lên bàn nè. Mới mở cho mày coi nhé. Coi để lên bàn nè. I cannot, mommy. Đây, để lên bàn mày giúp cho. Let me try my best. Gì mở đồ chơi giấu dưới gầm bàn không thì trời. Sao người ta thấy? Ê. I'm just trying my best. Ở đây mẹ giúp cho, có cần sẽ giúp đỡ vậy? No. Không, con để lên đây nè, con mới có cái thế, con xé nó ra. Hiểu không? Con để lên trên bàn nè, con xé xong bị dục như vậy nè. Không, nó bị dướng à. Dướng không? Đây. Không đây mà, nè. Đó. Cái này á. Nhưng mà mở trên cái đường đi mà. Ừ, nhưng mà cái phần này con xé nó bị ấy, cho nên là bây giờ mẹ phải giúp con nè. Đó. Thấy không? Mommy, can I transform him? Đợi xíu. Đây. Freeze. Bạn này tên gì quên rồi? Snow Crystal ha. Yeah, Snow Crystal. Rồi bây giờ cắt cái bạn này ra. Trời ơi, bỏ chân xuống. Trời ơi, gì mà ngồi mặt đầm đẹp mà ngồi để chân lên gì ghê vậy trời. Ừ, chán ghê vậy đó. Mấy bạn nhớ theo dõi kênh của Chloe nha. Để mỗi lần mà Chloe không bỏ lỡ mấy cái video mới mà Chloe có đồ chơi mới muốn chia sẻ với mấy bạn. Muốn làm gì? Có ăn mẹ đó. Ăn mẹ luôn, trời đói bụng dữ lắm ha. Đây, mấy bạn. Đó, mở ra nè. Không, con khung mẹ đó. Khung mẹ hả? Thương mẹ quá vậy. Đó. Cái bạn Crystal này sẽ transfer. Sẽ biến hình thành gì ta? Biến thành gì Chloe? You don't know. No. No, Chloe làm coi. Ủa vậy hả? Vậy là xong rồi hả? Yeah. Nè mấy bạn ơi. It's like that. Đó.
Dễ thương không? Nhỏ nhỏ xinh xinh. Trời ơi, coi nè. Snow crystal. Yeah. Snow crystal. Dễ thương chưa? Snow crystal. Dễ thương ha. À, được chưa? Crystal. Snow crystal. Snow crystal. Rồi, xây cái mặt ra đây. Tôi xây cái mặt cho trong idol thấy nè. Wow. Let me count. One, ủa, tới từ mẹ two, mà. Hồi nãy con mở rồi. Tới mẹ chứ. Ok. Trời ơi, ăn gian quá. Rồi tới mẹ nha. Mẹ muốn mở cái bạn màu pink này đi. Màu hồng nè. Đây nè mấy bạn. That's bạn này the gì? À DC đúng không? Bạn này là DC. Đó, DC. Đó, giá nè mấy bạn thấy không? Rồi mở đi. Let's see. So we have here. Ủa để lên đây nè mở. Chloe có cây trượng quyền năng game nè mấy bạn đó. Là mà Elsa cây trượng này rồi. Mấy bạn nào mà thích Elsa là sẽ biết cây trượng này nha. Freeze. 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 Chloe chơi trò freeze á mấy bạn, tức là cái cây này mà quất ra một cái là coi như là phải đứng yên á. Giống như mình đang làm gì á, cái là Chloe làm cái là đứng yên. Tức là không có cử động nha. Này có đèn, cái cây này có đèn, cây trượng quyền năng của Elsa. Freeze. Keep that forever. Freeze, click that. Freeze, click that. Trời ơi, được rồi, mệt quá, không hả, mẹ mở rồi nha. Rồi. I have my child want it. Em kêu ngồi đó freeze đi. Trời ơi, mở đi, cho tôi mượn, cho tôi chơi với mẹ chút thôi. Nè, có đèn nè, cái này mà đẩy nhật, bấm mạnh nhau, cái là có đèn. Phung, nè, mấy bạn thấy không? Đó, cái đèn ngọc, đó, đẹp chưa? Đó, mua cái chỗ quyền năng này về. Ấm ba la Chloe. Không được cứ đậm nha. Yeah, đây đây đây. Rồi mở cái DC cho mẹ đi. Let me try. Hả? Let me try to open this because it's too hard. Okay. 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 Okay, con dê. Ở đây mày giúp cho. Trời ơi, gì đó, nó bị cứng rồi nè. Đó, nhiều cái mình không có tự làm được á. Cái mình nhờ người lớn, mình nhờ ba mẹ, mình nhờ ông bà đây giúp mình nha mấy bạn. Ê, trời ơi. Mở quà của ông già Noel thật là vui quá đi. Đây. Đó, để vào mình đây. Đây nè mấy bạn. Đây là bạn Dizzy. Rồi bây giờ cắt nha. Cái kéo của tôi đâu rồi. Đây. Đó. Bạn gì vui dữ vậy? Tôi vui quá. Giớt một em. Đây. Xong rồi mấy bạn. Đây, đó Dizzy nha. Wow, em này giống trực thăng á, biến hình chắc thành chiếc trực thăng đó mấy bạn. Đó. Đâu Chloe biến hình đi, transform đi. Transform cho mấy bạn coi cái DC này sao đấy. Hả? Later mommy. Trời ơi later kêu Chloe làm, Chloe không làm thì mẹ làm luôn. U cái này cũng dễ lắm nha. Lập này lại. Let me. Me. Không làm tới giờ người ta làm cái là chụp lại. Trời đẹp quá, nguyên bộ sưu tập đẹp quá mấy bạn. Đẹp quá à. Ôi ơi, Chloe có nguyên bộ sưu tập luôn. I got one for you. So cute. So cute. Đây, chiếc trực thăng mấy bạn thấy không? Transform thành chiếc trực thăng. Wow. Chloe có đợt này là có nguyên bộ sưu tập luôn. That's for Santa. Santa cho con đúng không? Gớt nữa rồi. Vì rất là trời ơi. Sao ngày hôm nay hậu đậu quá vậy ta? Hậu đậu mà không phải đâu mấy bạn ơi, hồi hộp á. Mở nhiều đồ chơi quá hồi hộp. Rồi Chloe mở cái đó đi, mẹ mở cái này được không? Đây nè mấy bạn. Cái này là Astra. Đây. Còn cái bạn này là cái gì đâu đâu, đưa mẹ coi cho mấy bạn coi. Donnie. Đây là Donnie nè. Donnie, yeah, I said that already. I said that already. Ừ, thì lặp lại chút xíu cho mấy bạn nghe cho rõ. Gì mà khó quá vậy? Không cho tôi nói nữa trời ơi. Đây, thi nhau mở. À. Trời. À, bỏ này ra ngoài đi. Đây là cái bạn này tên gì quên nữa rồi, Chloe, cái bạn này nè.
Astra. À, Astra. Đây, Astra nè mấy bạn. Rồi, bây giờ cắt ra nha. Đó. Không gì vui sướng bằng được mở được chơi mới, có được đồ chơi mới, mà đặc biệt là quà tặng từ ông già Noel nữa nè. Thật là sung sướng quá đi. Đây, trời ơi, nhỏ xinh xinh ghê chưa. Đó, thấy không? Yeah. Đã quá à. À, mấy bạn mà đăng ký kênh của Chloe là mấy bạn cứ sẽ được xem cái đồ chơi mới hoài 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 hoài. Không, Chloe mà có đồ chơi mới là Chloe sẽ chia sẻ với mấy bạn liền. Mình cùng chơi, mình cùng chơi. Ây da, mẹ cũng không mở ra mình được. Mình cùng đó. Vui Johnny. Johnny, không mở được. I cannot sit in there. Rồi. Rồi, bây giờ con transform cái bạn này Astra đó, con Astra hả? Yes, Astra. Astra đó thành đội bay gì đi. Thành cái gì đó, một cái bạn sẽ bay được đúng không? Thành chiếc máy bay hả? Dạ. Đâu? Đây nè mấy bạn. Yeah, đó, transform xong rồi đó. Tức là biến hình xong rồi đó. Đó. Dễ thương chưa? Bạn nào cũng có bánh xe á, cũng chạy được hết nha mấy bạn. Đó, bánh xe nha. Đâu, mà chưa, mày chưa phải cắt hả? Alpha is ready. Tụi nó là tưởng đâu là mẹ cắt rồi. Chưa cắt luôn. Mẹ Alpha cắt chưa ready. Xong là con đã mở xong cái của con à. Đây, Donnie chỗ, Donnie dễ thương quá à. Một cái màu vàng rất là dễ thương đây. Donnie nè mấy bạn đó. Only one last one. Rồi, Chloe nói là cái này là cuối cùng rồi đó nha. Donnie, rồi đâu, con transfer đi, con biến hình cho bạn này thành chiếc máy bay đi. Trời ơi, nhiều quá nè, thấy không? This is like this. Cái gì? Donnie is ready. Sao các bạn cảnh sát, ai da. Các bạn cảnh sát này cứ bị rớt hoài luôn đó ta. Kì ghê. Coming for way. Yeah, Donnie bây giờ món cuối cùng nha. Món cuối cùng nha, Chloe nói là món cuối cùng nha mấy bạn ơi. Đây, món bạn này đây, Donnie cùng. Donnie đúng không Chloe? Này Donnie hả? À? Yeah, Donnie. Đó, Donnie nhìn mặt cưng ghê không? Dễ thương quá nè, nhìn mặt dễ thương quá nè. It says yeah. Donnie on it. Ừ, đúng rồi. Rồi, để lên đây. Wow, đã quá. Đó, mấy bạn nhìn lại cái bộ sưu tập và 10 bạn Super Wing đội bay Sida. So colorful. Chloe nói là rất là màu sắc nha. Colorful, so colorful. Wow, đẹp quá mấy bạn ơi. Đây, để cho mấy bạn nhìn lại, nhìn gần lại một chút nữa nha. Chưa kia thôi. Đây nè mấy bạn, đây mấy bạn nhìn kỹ nha. Chloe mới được xếp rồi đó. Đây, cho mấy bạn nhìn gần lại nè. Đó. Đã chưa? It takes a long time ago to line up. I don't know. Near the night. This is for a long time. Oh yeah, and this will stay for a long time. Oh yeah. Oh yes, yes, yes. Don't be worried to line up. Đâu giờ Chloe chơi thử. Near the night. Đâu giờ Chloe chơi thử cái này chơi sao đâu đâu. Cho mấy bạn chạy thử là ủa có mấy cái bánh xe đó. Nãy mình không có chưa có cho cho mấy bạn coi được là mấy. Không có bánh xe trên này. Riêng bạn này không có bánh xe nha mấy bạn. Đây nè. Let's go sliding. Đâu mấy bạn kia có bánh xe là let's chạy go, được. Let's go, let's go, let's go. Okay, let's go moving on the bowling. Okay. Bây giờ Chloe chơi nha mấy bạn. Đó, dễ thương chưa? Okay. What you doing? What you doing with me? Nothing. Okay, when I see you make it, I'll be kicked out with you. And I'll catch it. I'll be in jail. Oh. Not good idea. Can I hook you really tight? Oh, yeah. She likes it. Yeah, I like it. Go! Crush your head!
Help me, help me. Oh, shit. Sorry. I'm okay. Ooh. Someone help me, please. I'm gonna get him to the hospital. No, please, no, please. I'm okay. Mean? Young dilemma. Don't say that! Help me. I help you already. Thank you, Johnny. Johnny. Thank you, Johnny. Johnny. Thank you, Johnny. Thank you, Johnny. Hey, what's your name? What's your name? Did you know this name? I don't know what's your name. Trời ơi, nhiều con quá. Bữa nay nguyên một đội bay tới 10 bạn. Mẹ đâu có nhớ. Không, mẹ đâu có nhớ đâu. Con không nhớ làm sao mẹ nhớ được. Hồi nãy quên rồi. Chắc phải coi lại cái video thì mới nhớ được. No, no. We will fall. Catch me. Hey, mommy. Mommy, catch me. Okay. Thank you very much. Trời ơi. Xuống đất luôn rồi. Thôi chơi mấy bạn kia đi, đâu có sao đâu, con còn quá trời luôn nè. No, I want nè. Him. Why you crush with me? I don't know what you doing. Let's have a race. Okay, let's have a race, okay? Two of you need to race together. Ready, set, go! Him wins the game. Yay. Okay, she's get more. And then police car, I think. I don't know what's the name. Ready, set. Oh, my arm is splitting out. Ready, set, go. She's the winner again. She get more and I fought. And golden boy. Let's see who's the winner. Golden boy wins. She's not a winner. I think golden boy is gonna be again. Ủa sao không nói tiếng Việt, nói tiếng Anh không vậy ta? Two extra. Because these are named from English. À, Chloe nói là tại vì tên của mấy bạn này là tiếng Anh cho nên Chloe nói tiếng Anh không? Gì kỳ vậy, nói okay. Ready, set, go! Astra wins. And Golden Boy, she's so special, she can have again. And she's having more. With these friends out of here. Ready, set, go! Astra wins. Astra win, huh? Yeah, she's not here. Time this one up. Ready, set, go. Oops, flippy. Let's try again. Ready, set, go. Extra. I think Extra wins. Yeah, huh? Maybe. Okay, Chloe nói là Extra win. Là Extra thắng đó mấy bạn. Nó chơi mấy bạn này rất là vui luôn á nè. Thấy Chloe chơi. Nhìn. Nhìn. Nhìn gì? Cái này cũng đau nè. Đâu? Nhìn. À, cái đó mở lên vậy đó hả? Rồi để xuống luôn đúng không? À, xong rồi đẩy xuống được đúng không? Đúng rồi. Trời, dễ thương quá nè. Now it looks like a car now. They cannot fly anymore. Sorry again. Huh? Sorry again. Okay. Extra and two.
Ready, set, go. This one a winner. Let's see. I'm gonna be a winner. Ow, don't do that. Can I do that? Okay. Ready, set, go. Try that again. Ready, set, go. You didn't start. Ready, set, go. I think him is a winner. Maybe him. Yeah, I need to find her. Maybe yes. I need to get her again. Crazy day ever. Crazy day ever. Crazy day ever. I'm back again. Catch you. Good job. Chơi gì bạo lực vậy ta? Mommy, can you play with me? Mẹ chơi với con hả? Yeah. Cái này được chơi này là coi như là mình chơi với mấy bạn cũng được nè, mình chơi với ba mẹ mình cũng được nè. Trời vui, bộ vui dữ á mấy bạn ơi. Ok, Chloe. Chloe bữa nay cực kẹo cái phần đâu gì thích thương quá vậy. Wow, cái áo chiếu quá à. Hôm nay nhờ, mặc đồ đẹp, mở quà Giáng sinh rồi của ông già Noel ha. Ok, cái buổi review bộ sưu tập Super Wings đội bay siêu đẳng đến đây là kết thúc rồi. Mấy bạn nhớ đăng ký kênh của Chloe để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Chloe nha mấy bạn. Và đặc biệt là cùng khám phá và cùng chơi đồ chơi mới cùng Chloe mấy bạn ơi. Ok không Chloe? Ok. Rồi thôi Chloe, bye bye bạn đi. Bye bye các bạn đi con. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Mấy bạn che cái mặt luôn á. Hôn mấy bạn cái đi. Thanks for watching. Bye.